Hello, xin chào các bạn nhé. Thì lại là Vũ đây. Hôm nay mọi người lại cùng Vũ đi dò tìm trang sức chơi trên biển nhé. Sáng nay là một ngày rất đẹp trời. Con biết đầu cô đi lúc 12 giờ trên bờ đấy. 12 giờ á? Cái này gọi cho biển đội là cho cháu mượn để cháu đi dò đấy nhá. Ok. Bây giờ dò luôn này. Thế dò thử đi xem mấy chỉ rồi. Xem có cái gì không để cháu nhặt cái. Đây này. Dò... Đấy là sắt chứ. Rác thải kim loại. Nếu mà lên vàng nha thì cháu cướp ngay. Đòi. Đây nhá. Hò tai nhá. Hò tai vạc tây nhá. Oh my god. Wow. Vũ dò là chiếc hò tai này. Sau khi mà đào rất nhiều nhá. Rất nhiều lỗ. Đấy. 499 cái lỗ thì mới được một chiếc hoa tai này. Chỗ này rất nhiều rác. Đấy. Đây là lắc. Đây là bạc cũ. Những chiếc lắc tai bạc cũ. Cái hố sâu gần 1 mét rồi mà chưa thấy. Nhiều người cứ hỏi có máy dò bắt có sâu. Bắt sâu tầm 1 mét đổ lại. Chứ máy dò này bắt sâu tầm tùy theo từng vật thể. Anh Thả có kiếm được cái gì không? Khó lắm không? Có nhỉ. Vâng. Mà cũng có nhưng mà khó nhằn lắm. Đào sâu gần 1 mét rồi mà. Đấy. Máy báo lên 93, 94 rồi mà chưa lên được. Xấu quá. Tát nước đi. Tát thì không được. Nó có cái tủ này à? Tát rồi nó lại nhí ra à. Tát nước biến đi. Không cần nó này. Ai mà tát được. Tát rồi nó lại nhí ra. Xấu quá. Nó, cái này nó phát hiện là vàng bạc chứ không sắt đâu có phát hiện được không?
nó không phân biệt được. Không phân biệt à? Ừ. Cái kim loại là nó có nó... sắt thì tách được, còn cái loại kim loại màu thì không phân biệt được. Nó là cả nhóm luôn. Đấy, đang làm rất sâu. Coi như là sức người không phải can thiệp được. Có máy móc công cụ hỗ trợ này luôn. Không phải tát đâu ạ. Không hết nhỉ? Không bao giờ hết được. Nước biển mình có tát là nó lại nhí ra này. Làm sâu quá. Mà chấp chân lên cái cảng cá nữa rồi, chấp nhận bó tay thôi. Đây, rất sâu. Sâu nhỉ? Vâng, mình đào lần hai lần mà không được. Máy kia rất toàn. Bây giờ cũng tháo tai phone này cho mọi người nghe cái âm thanh của nó nhé. Nhiều khi phải đeo tai phone này vào bởi vì tiếng sóng nó rất là ồn và không nghe được ý. Tiếng sóng rồi tiếng của loa kéo, loa phát thanh nhé. Kêu rất to. Nó mà nằm sâu thì chỉ có đau ốm thôi. Chiếc nhẫn bạc. Đấy. Vừa đào trên cái hố này ra đấy. Rất sâu. Đây nha. Wow. Chiếc lắc tay nhé. Mà nó là chiếc lắc tay Mỹ ký thôi nhé, không phải vàng.
kỹ, đây còn rất mới. Hết hồn. Cái tiếng kêu nữa. Đây. Đây là một chiếc nhẫn đồng nhé. Một chiếc nhẫn đồng đã cũ rồi nhé. Tai huyết áp. Được nhiều chưa? Đắc cái bảng là đắc đấy. Huyết áp. Hả? Phòng huyết áp. Cái là bao nhiêu tiền? Hả? Cái thì được bao nhiêu tiền? Chú mua. Nên được là bao nhiêu tiền? Chú mua cho bán cho. Sợ cái này là bằng bạc. Bạc nó mạ vàng. Mua cho bán cho 200 này. Cái này không mang tiền. Vai đi. Tại không mang tiền. Cái này là nó là cái gì? Trá bít. Giò vừa giò lên đây. Nó là bằng sắt. Trá bít. Người ta lại không mang tiền. 85 này. Đấy. Mặt đồng hồ. Cái gì ta? Đồng hồ. Đồng hồ. Toàn chạy không? Chắc không chạy được. Tua rồi. Chết. Tua này lâu rồi, nằm đây lâu lắm rồi. Lâu lắm. Thì phép nhưng mà lâu lắm. Con này lâu rồi đúng không? Lâu rồi, đồ cổ. Đấy. Thế nào là cái dây? Đúng không? Khó lắm. Nó sẽ phải cái dây của nó. Đấy. Hình như đây. Chuyên lên. Đấy. Đầu hư. Đây. Vô vấn. Khóa đấy, cho này. Đây. Cái gì đẹp một tí mà nó phát hiện được nhỉ? Khóa. Về đi em đi. Dã man. Nóng. Bác có làm con không? Đấy bác ngồi trong này, bác qua nhà nghỉ. Đấy, lấy tiền. Hello, xin chào các bạn nhé. Thì
Sau đây là cái kết quả đi dò ngày hôm nay của Vũ này. Kết quả đi dò ngày hôm nay của Vũ nhé. Thì đây là chiếc bông tai Vũ dò được, chiếc bông tai nhé. Chiếc bông tai rất là đẹp. Nó có 3 viên đá này. 3 viên đá này mình không biết có phải kim cương không nhé. Vì cái này Vũ cũng chưa test. Nó cũng nhẹ thôi nhé. Đây là một chiếc lắc tay bằng bạc này. Lắc tay bằng bạc cũ rồi nhé. Lắc tay của trẻ con thôi. Cái này chắc là của trẻ sơ sinh nhé. Đang còn rất là rất nhỏ nhé. Vòng tay rất nhỏ. Đây là một vòng tay bị ký này. Lắc tay bị ký gôn phách nhé. Hàng giả nhé. Gôn phách. Nó có viên đá màu xanh lá cây ở đây rất là đẹp. Nhưng mà đây đã chết hết rồi. Nó là chết hết. Chết cái chảy cái lớp xi mạ ở đây này. Tiếp theo đây là chiếc vòng tay huyết áp. Vòng tay huyết áp rất đẹp. Vòng tay điều hòa huyết áp này. Vòng tay điều hòa huyết áp này. Tô mai. Cái này dành cho người cao tuổi đeo nhé. Những người nào hay có bệnh về tim mạch huyết áp thì đeo cái này để điều hòa. Tại vì xung quanh này nó có từ trường này. Đấy, có mấy viên 500 nhé. Từ trường. Thì đeo cái này nó sẽ tác động lên các cái mạch máu nhé. Tác động lên mạch máu của con người. Máu của người có sắt. Nó làm ổn định hơn. Hơn nữa là đeo chiếc vòng này có thể tránh được các cái sóng từ trường nhé. Nó giảm các cái sóng từ trường tác hại lên cơ thể con người này. Nó triệt tiêu được các cái sóng từ trường ấy. Nên là người Nhật đã nghiên cứu ra cái này. Đấy. Người Ai Cập cổ đại đã từng sử dụng chiếc vòng từ trường nhà này rồi nhé. Nó có từ trường. Đây là một chiếc đồng hồ đeo tay đã bị hỏng rồi nhé. Rất lâu đời rồi. Nhìn có vẻ là hoen gì như thế này này. Phải mấy chục năm nằm dưới biển rồi nhé. Thì Vũ tình cờ phát hiện ra bằng chiếc máy dò kim loại của mình nhé. Cái này thì cũng chỉ bỏ thùng rác thôi nhé. Đây là một đồng xu game này. Đồng xu gaming nhé. Dành để chơi các trò chơi. Và đây là một con bu lông office này. Cái này của mấy bác đi thuyền nhé. Đi thuyền đánh cá là làm rơi dưới biển nhé. Nó là inox nhưng mà khi mà rơi xuống biển thì nó vẫn dỉ nhé. Nó vẫn có tạp chất sắt ở trong inox thì nó vẫn dỉ bình thường nhé. Đấy. Thì Vũ xin dừng video tại đây nhé. Mọi người xem nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để đón xem những cái tập video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.